Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chiều 19 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Công an đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đánh giá việc người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội có những hình ảnh vi phạm pháp luật, thách thức dư luận cũng như lực lượng chức năng sẽ tạo ra những hệ lụy rất lớn cho xã hội, làm xấu đi hình ảnh của những người làm nghệ thuật chân chính. Do vậy, ngoài việc xử nghiêm thì cần sự lên án của xã hội để những người hâm mộ là các bạn trẻ không cổ súy, bắt chước làm theo những hành vi sai trái đó. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an TP.HCM tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm, lưu thông trên tuyến đường thuộc TP.Thủ Đức do Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh thực hiện. Kết quả điều tra xác định, ngày 6 tháng 10, Trần Thị Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 cùng với Trần Xuân Đông, tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59A3, nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm khối, lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao, thuộc phường Tăng Nhân Phú B, TP.Thủ Đức, với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe. Quá trình này, họ cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Ngoài ra, vào khoảng đầu tháng 9 năm 2023, Trần Xuân Đông cũng đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Cũng theo kết quả điều tra, các lần biểu diễn xe mô tô nêu trên, Trần Thị Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng những clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội. Xét thấy việc đăng tải, phát tán nội dung các video clip của các tài khoản nêu trên có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Đặc biệt, đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi nên đã vi phạm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông nên cần được ngăn chặn, xử lý. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố làm rõ nguồn gốc xe mô tô mang biển kiểm soát 59A3 thì Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả. Trần Xuân Đông thừa nhận, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số 59A3 nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Trong thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật. Trần Thị Ngọc Trinh sinh năm 1989, ngụ phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, còn Trần Xuân Đông sinh năm 1987, ngụ phường Bình Thuận, quận 7. Chiều ngày 9 tháng 10, một nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận Phòng Cảnh sát Giao thông TP.HCM và Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an TP.Thủ Đức đã tạm giữ các mô tô liên quan những clip làm xiếc của người mẫu Ngọc Trinh đang gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, Ngọc Trinh bị lập biên bản xử phạt các lỗi: điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên, không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 4 đến 5 triệu đồng. Nằm trên yên điều khiển xe, mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Gắn biển số xe che lấp, mức phạt 300.000 đến 400.000 đồng. Không có giấy đăng ký xe, mức phạt 200.000 đến 400.000 đồng. Trước đó, trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Ngọc Trinh đăng tải nhiều đoạn clip chạy mô tô, thách thức pháp luật. Người trong clip đội mũ bảo hiểm kín mít, thả hai tay, ngồi, quỳ, đứng thả hai tay khi mô tô đang di chuyển trên đường. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý người dạy lái mô tô cho Ngọc Trinh. Theo đó, cơ quan chức năng thu thập được nhiều clip chứng minh người này có những hành động lái mô tô mạo hiểm tương tự Ngọc Trinh như thả tay, nằm trên yên xe.
Cũng theo nguồn tin trên, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nếu thu thập thêm được clip, hình ảnh vi phạm luật giao thông đường bộ của Ngọc Trinh và những người liên quan. Ngày 10 tháng 10, người hướng dẫn và người giao mô tô cho bà Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, biểu diễn các động tác quỳ, nằm trên yên khi mô tô đang di chuyển đã đến trụ sở đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an thành phố Thủ Đức làm việc. Cả hai thừa nhận hành vi vi phạm và bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính đối với các hành vi này. Người dạy Ngọc Trinh thả dáng mạo hiểm, nằm trên yên xe khi mô tô đang di chuyển cũng là người cùng thực hiện động tác tương tự. Khi cả hai lưu thông trên đường Võ Chí Công, khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, vì hành động bất chấp quy định pháp luật này, Ngọc Trinh đã gặp tai nạn giao thông và nhập viện cấp cứu ngay sau đó. Chủ của mô tô đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thủ Đức tạm giữ thừa nhận biết Ngọc Trinh không có bảng lái xe A2 nhưng vẫn giao mô tô phân khối lớn cho người mẫu này điều khiển. Liên quan đến clip Ngọc Trinh làm xiếc trên mô tô ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với báo Người Lao Động, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, thành phố Hồ Chí Minh đã có phân tích. Theo luật sư Trần Minh Hùng, hành động đứng trên xe và giang tay để hai chân sang một bên, quỳ trên xe khi điều khiển mô tô phân khối lớn thì điểm A khoản 8 điều 6 Nghị định 100/2019 quy định phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày. Bằng lái xe có nhiều loại nhưng đối với xe người này lái là hạng A2 cấp cho người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm khối trở lên. Nếu người này không có bảng lái thì mức phạt theo khoản 11 điều 2 Nghị định 123/2021 là từ 4 đến 5 triệu đồng. Nếu sử dụng bằng lái giả thì tịch thu, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày. Việc Ngọc Trinh lái xe trong khu vực đường nội bộ khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đưa vào lưu thông công cộng và vẫn thuộc sự quản lý của chủ đầu tư là công ty Đại Quang Minh thì cần xem xét Ngọc Trinh chạy xe có xin phép hay chưa, đoạn đường có bố trí các biển báo là đường cấm hay không. Từ đó, các bên phối hợp cùng cảnh sát giao thông và công an địa phương có sự xử lý phù hợp. Ví dụ, nếu lực lượng chức năng khi đi tuần tra để bảo đảm về an ninh trật tự, chứng minh được hành vi của những người trong clip làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội thì tùy thuộc vào hành vi có thể xem xét, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Từ đó, có thể xác định một số nội dung như người được giao xe là ai, người chạy xe có bảng lái xe phân khối lớn không, điều khiển mô tô chạy trên đường nào và xem xét tính chất, mức độ các hành vi vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông để có biện pháp xử lý phù hợp. Luật sư Trần Minh Hùng nhận định. Về giải pháp, luật sư Trần Minh Hùng cho rằng, để hạn chế tình trạng này, cần lập nhiều kế hoạch, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền luật giao thông đường bộ, những quy định của luật và nghị định xử phạt đối với hành vi thả hai tay, đứng trên mô tô phân khối lớn hay biểu diễn đứng một bên cùng hình ảnh quỳ trên yên mô tô khi xe vẫn đang di chuyển. Đối với việc đăng tải clip trên mạng xã hội, cần đánh giá hành động đăng tải đoạn clip như trên gây tác động xấu đến cộng đồng vì đây là tài khoản mạng xã hội được nhiều người theo dõi. Từ đó, có mức xử phạt, răn đe khi cá nhân khác cũng tụ tập lái xe vi phạm quy định về giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường và còn quay video đăng trên trang mạng. Trước đó, như báo Người Lao Động thông tin, mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh người mẫu Ngọc Trinh chạy xe mô tô phân khối lớn, đứng trên xe và giang tay, có đoạn để hai chân ra một bên, quỳ trên xe để chạy xe. Clip được quay tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đường do chủ đầu tư là công ty Đại Quang Minh quản lý, chưa bàn giao cho nhà nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.